Chào toàn thể anh em nha. Hôm nay thì Trung Thành Auto sẽ hướng dẫn cho anh em cách setup một con dân số Z1000. Thì những con dân số nó khác, nó giống như con Z1000. Thì phần mềm chạy chung cũng tương tự hết. Anh em cứ xem đây nha. Thì đây là phần mềm của nó nè. Phần mềm của nó nè. Ví dụ như bấm bỏ đi, phần mềm anh em vô lại ha. Nè, phần mềm của nó nè. Anh em nào không có thì lên trên YouTube mà tải nha. Trên Google á, Google tải phần mềm á. Có. Thì nó có khác những dân số X5 mà bữa trước mình nói nó như thế này. Đây là phần mềm của nó, thằng là Musit nè. Tức là EQ của nó có 10 cái EQ ha. Đầu tiên là dữ lượng ha. Còn cái gì? Đây là in1 nè. Auto in1, in2, optical ha. Đây là analog range nè, 0, 3, 6 là lớn nhỏ đó ha. Rồi bên đây, optical, thành lớn nhỏ optical ha. Rồi cái này mình không cần, để nguyên cái này là HVF, LVF. Này khi cần cho anh không sử dụng. Rồi cái này là HVF, LVF, thường lỗ tai mình để trên tầm khoảng cỡ 30 là được lên được rồi. Nó cái này khác X5 nè ha. Nó có cắt được là cái là BF ha. Nè, cắt nó được nè. Đó, thì anh em muốn chỉnh được cái này thì anh em cứ ghi set đó. Nếu anh em sử dụng laptop á thì các em có thể là bấm RTA của nó được. Ha. Rồi ghi set nó thẳng hết trơn nha anh em. Thẳng hết. Thì con này nó có như thế nào, nó hay hơn là X5 nè. Phần mềm của nó là có thể nè. Mình kéo xuống rồi mình có thể bấm mép bên tay trái, bên tay phải, mình bấm cái mình sẽ lăn nó bóp cái quỳ lên nè, mọi người thấy không, bóp cho nó nhỏ lên nè, con chuột có thể lăn được, lên xuống lăn được nè, bỏ ngay đây lăn, thấy không, lăn được. Còn X5 thì không lăn được nha. Những dòng sau nữa mình reset rồi. DQ là cái gì? Cái nào quan trọng là cái này nè. Thứ nhất là cái DQ của Musit. Anh em khi nào anh em vô để bát đi, bát quấn mà nó lớn quá, nó bị ngọt thì anh em xuống tí. Thì lúc này lớn tần số bao nhiêu, nó sẽ cắt ngay khoảng đó, không có bị bể bát. Cái bát của nó quấn dùng bùm bùm nó bể đi, anh em kéo này xuống nè. Có thể là nó không bị bể ha. Cái DQ anh em nó nếu mà âm nhiều âm, limiter tùy theo. ATO 14 mình sử dụng cái này không ha. Thì mà nó được có 3 cái quy nha anh em. 3 cái quy. Giờ nghe anh em muốn để vậy nè. Lúc nào á nghe nhạc này cũng hay hơn hết. Dù chép ưa bị đứt đi, tiếng đờn nào vào đó ha, anh em mới hạ xuống tí, nó không có bị tình trạng đó ha. Rồi cái này là mình để vô mình để không đi. Để âm lại. Còn cái phần này là nó hay con cái nè. Anh em reset ha. Rồi phần mic. Mic này nó cắt tới 15 cần mic lần nha. Đó, 15 cần mic lần. Mic A và mic B riêng biệt nha. Ví dụ như mic A đây mình chỉnh đây, hai cái mic giống nhau khác nhau đây. Đúng không? Mic A mic B nè. Mình thấy chưa? HF là BF nó khác nè. Mình chọn đây là vậy chỉnh chung nha. Rồi anh em muốn chỉnh thì anh em muốn reset hết trước hay reset này. Thấy không? Reset. Rồi effect reset, main reset, reset hết. Anh em làm lại ha, ngõ này ngõ livestream của mình nè. Anh em sub mono. Mình sẽ cho giới thiệu từ phần cho anh em. Nhỏ tới phần mic ha. Đây là gì? Đây là feedback trong hú à. Trong hú cấp độ 4 à. Chưa? Cái này input của mic nè. Là dB lớn nhỏ đó ha. Mic nào nhỏ quá thì mình tăng lên. Còn limit nè, anh em hạn chế mà lúc như là mình Migo mà nó hát ra bị bể đó. Mình hạn chế đây, hạn chế lại. Khi nào hát lên alo 3 4 5 6 7 8 vậy, người ta đang hát, người ta la hú rồi đó, nó hạn chế lại anh em. Cho mình 4 với mình ha, cái để mặc định đây lại. HVF này hay là BF anh em biết ha, nhìn là biết rồi. Đúng đó. Phần này là gì? Này là gì? Chết. Phần này nè, vụ nè. Này nè,
xác lắm, nhưng mình nghĩ là get get tại tổng. Tổng tức là tín hiệu lớn đó, nó mới cho vào. Dù như anh em alo lớn nó mới vô được. Nhỏ nó mới vô được ha. Như mở nè, thấy chưa? Thời gian đó thì thường anh em tôi để theo tùy theo. Mình để cao quá nó bị sượng 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 ha. Rồi để cao thứ tiếng nhạc nó cũng nhanh, không vô được cái mic. À, khác ha. Còn phần effect của con này. Con này nó muốn chỉnh hay ha. Cái này delay nè, con này reverb nè, em thử coi. Delay nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là EQ của delay. Cái này là HBF là BF ha, tùy theo mình chỉnh, mình thích mình chỉnh thì mình chỉnh thôi. Delay. Còn cái này thì reverb nè ha anh em. À reverb à. Tùy theo mỗi dùng nha. Thường thì của mình chỉnh theo cái này. Anh em có làm theo thì anh sử dụng. Nó cũng này mấy cái này là nó giống như là cái thằng X5 thôi. Không khác gì hết nè anh em. Nó giống như thằng X5 vậy. Delay là nhịp của nó nè. Trái phải anh em, cái này nó cũng na ná hết. Nó rất nhiều cái echo ha. Echo cộng EQ reverb tùm lum hết nè. Rồi anh em cứ làm theo cái clip này tùy theo ở dùng mình. Dùng mình thì mình sử dụng sao mà cho nó hát, mình thấy cảm thấy mình sử dụng con này lúc ít như năm rồi, như 4 năm rồi. Mình sử dụng cái phần cái gì vật nó hơi đuôi hơi dài tí. Cho nó ra ngoài ngoài thị trường á, ngoài trên ngoài không gian á, cộng á. Nó là nó không có bị thiếu. Rồi ngõ main ha, main này nó có như thế nào? Nó độc lập nha, 6 ngõ ra. 6 ngõ ra nè, có thể mình chỉnh riêng được nè. Main là có mờ là nè. Ví dụ anh em chọn nó heo. Đây chỉnh chung riêng nha. Rồi. Rồi là khác nhau thấy không? Thấy chưa? Đó. Có thể mình chỉnh 2 3 quay gì không chừng. Mình muốn chỉnh chung ngõ này. Nó khác X5 là cái dòng này nó có thể cắt là HF và LBF mình đọc đây là dòng đây. Đó, cắt bass bỏ đó. Chung. Cắt chung luôn. Còn X5 thì không ngồi sàn ngõ này được đâu nha. Mà từ con Z1000 nó ưa lỗi ngõ này lắm. Nên không nên sử dụng full ngõ này đâu. Nó bị lỗi lắm nha. Sử dụng full ngõ sinh rao đây. Ngõ này nó ưa bị mất. Cắt bass như vậy mà bass nó gắn gao nha. Đụng tới nó là hết. Nó có bị bệnh nó vậy. Cái lỗi á. Đó, đây là mua xích nè. Đây là pha cộng, pha trừ ha. Thì mình sẽ chỉnh cho anh em cái, anh em dòng theo thông số này ha. Cứ làm. Rồi mình chỉnh sơ sơ lại. Nếu mà anh em thấy ok thì anh cứ để, không ok thì chỉnh lại theo ý mình. Thì mỗi lo mỗi khác. Ngõ thu âm. Sub mono. HF với LBF ha. Nó dính cao nữa, nó mạnh lên. Nó cao lên wheel nha. Con này quýnh sub mạnh lên nha anh em. Tiếng mic lộn sub nè. Em coi cái quạt tắt ha. Thường thường mấy cái này anh em để cộng 5, cộng 6, cộng 7 thôi. EQ của nó ha. Cái thằng limiter của nó. Rồi xuyên rao. HF cắt nó. Tùy theo mình cắt thôi. Anh em nhớ nghe cái full đó mà tiếng mic của nó là lúc nào nó cũng lớn hơn tiếng nhạc nha. Thường thì mình để 100% hết. Anh em muốn chỉnh theo như thế nào đó anh em cứ chỉnh. Full đó thường mình để về không để bên nha anh em. Rồi delay thì mình không có máy đo thì mình để thì không hết cho mình đi. Cái này chọn 24 nha. 24 hết. Bố được bè hết nha. Anh em làm cái dốc này anh em cứ chọn đúng như của mình đi. Anh em chọn sai là lần phà cái độ của nó bị lệch đó. 24 tương ứng với 360 độ thì nó không có bị lệch nha anh em. Rồi. Effect chỉnh cho anh em chỉnh theo nha. Tùy theo mình chỉnh thôi.
Rồi anh em có dư thiếu gì đó anh em cứ cắt. Rồi xong hiện tại mấy cái này anh em nhìn cho hiểu hết đúng không? Chỉnh LG riêng cũng được, mà chỉnh chung cũng được, mà chỉnh chung, đa số chỉnh chung mà sub mono à. Mà những cái ngõ này anh em chỉnh sub vẫn được nha. Ngõ này sub vẫn được. À, anh em thấy chưa? Dù sub. Chưa? Chị T vẫn được nha, không có gì hết. Bình thường. Rồi, cái tem nè, nó cũng y chang luôn, y chang cái ONX 5 thôi, không khác gì đâu. Đây là cái mức khởi động à. Đây là cái mức đây là cái mức là khởi động, đây là mức hạn chế nha. Đây, mức khởi động hạn chế. Rồi, anh em muốn cài đặt được con này vừa máy tính mình. Đây, ví dụ như là test đây. À, test demo. Anh em save lại cho máy tính nè. À, nó có mặt trước, nó có ba cái model nè. Anh em cái này lưu được 16 chương trình này. Anh em lưu lại một nhìn số 1 đây. Model 1 á. Mở anh em save lại. Đó là cái 1 rồi đó. Rồi như này có sẵn nè, anh em có con khác nè, để cái này úp. Rồi con này anh em muốn chỉnh, muốn tải nó về rất là đơn giản nha, anh em cứ bấm vô đây. Đó, đơn giản anh em, có rất là nhiều, mấy năm trước mình có chỉ hướng dẫn cho anh em rất là nhiều chi tiết. Nhưng bây giờ mình làm clip lại chỉ cho anh em nó rõ hơn tí. Bỏ đây vô, anh muốn tải về phải không? Nhúng vô đây. Ủa, có mạng hả? Rồi nè, phần mềm nhân số nha, anh em bấm như nè. Phần mềm nhân số này ha. Cái này cái dòng đây ha. À, bên của hãng là DB Cotis nè, bên là bên AZ nè, có nhạc nha. Anh em vô đây, anh em đặt dưới này. Có là nhiều phần mềm ha. Không quan trọng anh em có cáp rồi anh em cứ dòm đây, cáp gì? À, bài này mới, bài này cũ đủ loại ha. Bên đây cái V8 full V7 tùm lum hết ha, anh thấy chưa? Miễn phí 100% nha. Thì trong đây có phần mềm rất là nhiều phần mềm nha anh em. Đây, anh em về phần mềm con Z, kiếm con Z 1000 nằm đâu không biết nữa. Nè, thấy chưa? Đó, anh em nhấp vô, tải về thôi. Đúng không? Nè, tải về, bấm tải về ha. Rồi, rất là nhiều phần mềm. Thì tải xong rồi về, mình về là mình bấm vào thôi, mở ra bấm vào thôi. Cáp thì mình có bán luôn nha, anh em cần liên hệ. Vô số điện thoại là 0974704444. Cái này là rất là nhiều, nhiều cái mình anh em có vào có vô đây. Anh em đã bấm vô đăng YouTube. Phần mềm dạng hướng dẫn dân số chết ngàn ha, anh em bấm thử. Nè. Đây là mình cũng có hiệu quả nữa nè, anh mình dẫn số chết ngàn cho vô cái vật. Rất là nhiều luôn. Phong khởi Trường An. Nè, anh em xem này vô đây đi ha. Ừ, cái kênh này nè mọi người xem nè, kênh này có rất là nhiều luôn. Còn... sẽ hướng dẫn cái cơ bản cho anh em cái xem cái con dân số với 1000 này. Đó. Rồi mình có thể tải được một cái phần mềm trên điện thoại di động cái bảo hú. Trên đây, ví dụ này đây. Ví dụ nè. Ví dụ nó cái quy mấy ký, ví dụ nó hú phải không? 2 ký đi. Đó, anh em thấy không? Dưới này nè, cái hạt.
em vô phần mic này nè. Ở trong hú nha, báo hú nha, 2 kg phải không? 2 kg chỗ này anh đang giảm nè. Đó, từ 20 tới 20k nè. 20 từ 20 này giải này nè. 20 đi. Từ chỗ cái này á, tới chỗ này á là chung à. Đó, từ chỗ này tới này là chép à. Anh em có thể là mình hú 2 kg đi, anh em cứ kéo xuống đây mấy dB, thường thường là không quá 5-6 dB nha anh em. Đó, anh em muốn nhỏ thì quấn số hoặc là để nhấp đây lăn chuột cho nó nhỏ lại, mình cắt không được nhiều. Đó, nó hú chỗ nào mình cắt cho nó thôi. Ví dụ bụng đầu mít thì 1.6 tới 2 tới 1.7, anh em đây, anh em chọn nút phải ở đây coi lại. Chứ điện thoại có báo hết, anh em cơ bản anh không biết. Đó, đơn giản như vậy thôi, thấy không? Hú chỗ nào mình cắt cho đó, chứ không phải mình kéo nguyên về. Giống đi mình kéo nguyên cái về như vậy là bị sai nè. Nó ảnh hưởng nè, kéo chỗ này vô đi, 7kg đi, kéo như vậy nè, để rộng nè. Nó sẽ ảnh hưởng từ tới 2kg nè, thấy không? Đây, nó ảnh hưởng tới đây. Để mắc nguyên cái giải là không có được, anh cứ bóp gọn lại. Bóp cho nó gọn lại ha, đó, vậy đó. Đó là, rồi, muốn gì reset lại. Anh em muốn chết ok, anh em tắt cái hú nha, ọp nó. Ọp nó, cho nó báo hú rồi anh em cắt. À, bây giờ mình sẽ dẫn cho anh em đây. À, ví dụ như là mua xít, nó dư cái nào, thiếu cái nào mình đã biết cách rồi. Bây giờ anh em làm theo cái clip này thì âm thanh nó nghe ổn rồi đó. Tạm ổn rồi đó, để mình chỉnh thật kỹ lại. Tạm ổn rồi đó. Biết thì dư cái nào cắt cái đó. Effect này, quan trọng là effect. Đó. Tùy theo. Em cứ làm theo cái clip này thử. Nghe thử sao nó ổn không? Ghi bật. Monitor cũng được. Anh em xả này về không ha? Thu âm rồi ha, thu âm này anh em muốn nhấn chỉnh tại vì đang thu âm à. Rồi, anh em lưu lại. Rồi, như vậy là đã mình xếp xong, nó ổn định một cái liền. 1 2 1 1 2 1 2 liên 1 2 3 liên 6 1 2 3 4 5 6 liên 1 1 2 liên 6. Cái ngõ này cái ngõ thu âm nè mọi người. 1 2 3 4 5 6 liên 6 7 8 9 10. Em quy nó có nha, có cái gì liên liên 2 1 2 3 4 5 6. Thì theo mình á, thì không có một thiết bị nào á mà nó dở, cho mình sử dụng nó thích ấp nó thôi. Cái thử con nào nó cũng có cái hay riêng của nó. Nhất là nó rẻ tiền quá thì nó ít tiền nghe cũng được, rồi tầm trung thì nó nghe ổn, rồi nó đẳng cấp tí xíu nữa thì nó sẽ có những con dân số nó cao cấp hơn, chip chạy cao lẹ hơn. Thì mình nghĩ con này là cũng rất là ổn. Thì những cái clip tiếp theo mình sẽ cho những con dân số là như là DBGotis 520, 750, 690, nói chung là rất là nhiều. Anh em đăng ký kênh và theo dõi nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.